tạm giữ hình sự người đàn ông đốt chết bàn nhậu vì ném bỏ đầu cá. Lãng phí đang diễn ra trên mọi lĩnh vực của xã hội, từ những dự án công trình đình trệ đến những thói quen hàng ngày. Để đất nước thịnh vượng, chúng ta cần thay đổi từ những việc nhỏ nhất. Hoa đào bất ngờ bừng nở giữa mùa thu Tà Xùa, du khách ngỡ ngàng vì cảnh tượng chưa từng có. Câu chuyện quốc tế tại Brazil, một cụ ông đã dành 20 năm biến một khu đất hoang thành công viên xanh mát, mang lại môi trường sống mới cho nhiều loài chim và động vật. Quý vị đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chúng tôi là Khánh Hà và Nam Cường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, lãng phí không chỉ xuất hiện trong các dự án bỏ hoang hay các công trình nghiên cứu không ứng dụng được. Nó còn hiện diện trong các hoạt động thường ngày như là hồi hộp vô bổ hay những thói quen nhỏ không tiết kiệm điện nước. Những hành vi tưởng chừng như không đáng kể nhưng lại đang tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên của đất nước. Câu chuyện về lãng phí và những tác động của nó sẽ được chúng tôi đề cập cụ thể trong phần tiếp theo của chương trình. Nhưng trước hết, ngay sau đây là phần thời lượng dành cho tin nóng. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an quận 11, thành phố Hồ Chí Minh vừa lập biên bản với ông D, 45 tuổi, ngụ quận 12, về hành vi đi xe máy không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên, đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Tại trụ sở công an, ông đã cho rằng đã bị xe cấp cứu ép xe. Tuy nhiên, lực lượng chức năng trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh và xác định ông này đi phía trước, không phải sau xe cấp cứu và có hành vi chặn đường chứ không phải bị ép. Chiếu theo quy định, ông D sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. Ngoài ra, ông này cũng không có giấy phép lái xe, nên lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản về hành vi này và tạm giữ phương tiện. Trước đó, sự việc xảy ra vào tối ngày 19 tháng 10, khi anh K là tài xế lái xe cấp cứu của Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Hồ Chí Minh đang trên đường làm nhiệm vụ thì bị một người đàn ông đi xe máy chở theo một người lớn và trẻ em chặn đầu xe ở giao lộ đường Lữ Gia, Nguyễn Thị Nhỏ. Sau khi phát hiện sự việc, Công an phường 9, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an quận Tân Bình đã mời tài xế xe máy lên làm việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Chí Thiện, sinh năm 2006, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng tháng 9 năm 2024, thông qua mạng xã hội, Nguyễn Văn Chí Thiện và em M, sinh năm 2012, trú tại huyện Chợ Mới, nhắn tin qua lại và phát sinh tình cảm. Khoảng 20 giờ, ngày 25 tháng 9, Thiện và M rủ nhau đi nhậu cùng với một số người bạn tại khu vực xã Long Kiến, huyện Chợ Mới. Sau tiệc nhậu, do M không chịu về nhà nên Thiện chở M về nhà mình và ngủ qua đêm. Tại đây, Thiện đã quan hệ tình dục với M. Mặc dù biết M còn nhỏ tuổi, sáng ngày 26 tháng 9, Thiện đưa M về nhà. Sự việc sau đó bị người nhà của M phát hiện nên đã làm đơn tố giác hành vi của Thiện đến cơ quan công an. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Minh, 52 tuổi, ngụ thành phố Vĩnh Long để làm rõ hành vi phóng hỏa đốt chết bạn nhậu khi người này ném bỏ đầu cá lóc trong khi nhậu. Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa ngày 19 tháng 10, Công an thành phố Vĩnh Long tiếp nhận tin báo về việc phát hiện ông N, 68 tuổi, ngụ phường Tân Hội, bị bỏng do cháy nhiều chỗ trên cơ thể, nằm bất tỉnh trên tuyến đường bê tông trước nhà người dân ở khóm Tân Bình, phường Tân Hội. Công an thành phố Vĩnh Long đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ xác minh. Qua điều tra ban đầu, sáng ngày 19 tháng 10, ông N cùng một người khác nhậu tại nhà ông Nguyễn Hoàng Minh. Trong lúc đang nhậu, ông N ném bỏ phần đầu cá lóc. Minh bực tức đuổi hai người bạn nhậu ra về, nhưng ông N không chịu về. Minh lấy lá chuối khô cùng các bẹ lá cau khô đốt rồi ném vào người ông N. Khi ngọn lửa đang bốc cháy, Minh tiếp tục ném thêm nhiều bẹ cau khô vào người ông N, làm ngọn lửa cháy lớn hơn. Sau đó, Minh vào nhà đóng cửa để không bị người dân phát hiện. Đến lúc người dân trong xóm phát hiện, ông N đã nằm bất tỉnh ven đường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng đến ngày 20 tháng 10 đã tử vong. Sau đó, Nguyễn Hoàng Minh đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Vào ngày 22 tháng 10, chỉ sau 4 giờ tiếp nhận thông tin, Công an huyện Bình Chánh,
thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt Phạm Minh Luân, sinh năm 1985, ngụ thành phố Hồ Chí Minh về tội trộm cắp tài sản. Trước đó sáng ngày 20 tháng 10, bà Y, sinh năm 1964, ngụ huyện Bình Chánh, được chồng chở đi siêu thị mua đồ. Người phụ nữ mang túi xách chứa điện thoại, giấy tờ và số tiền 3 triệu đồng ôm trước người. Khi xe đến giao lộ đường số 1 và đường số 10, xã Phong Phú, thì một người đàn ông áp sát, cướp giật. Xe loạn choạng khiến bà Y té ngã. Đến ngày 21 tháng 10, bà Y đến công an trình báo. Bằng các đơn vị nghiệp vụ, Luân được xác định là thủ phạm. Chỉ sau 4 giờ tiếp nhận, trinh sát đã xác định được Luân đang di chuyển trên các tuyến đường ở quận 8 nên bám theo và khống chế. Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra, làm rõ. Thưa quý vị, lãng phí đang trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với sự phát triển của đất nước. Dù đó là những dự án với quy mô lớn bị đình trệ hay những thói quen hàng ngày tưởng chừng như vô hại, tất cả đều góp phần tiêu tốn nguồn lực quốc gia một cách vô ích. Lãng phí không chỉ gây thất thoát tài chính mà còn làm hao mòn nguồn lực xã hội và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Sau đây là những vụ việc cụ thể đã và đang diễn ra trên khắp cả nước gây lãng phí nghiêm trọng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, dự án chống ngập có giá trị lên tới 10.000 tỷ đồng dù đã hoàn thành 90%. Nhưng từ tháng 11 năm 2020, dự án này đã phải dừng thi công. Công trình này không chỉ ngừng lại mà còn xuống cấp qua thời gian, gây lãng phí lớn cả về nguồn lực lẫn cơ sở hạ tầng. Người dân vẫn phải đối mặt với ngập lụt, trong khi số tiền đầu tư khổng lồ gần như bị đóng băng. Một vấn đề nóng khác là sau khi sáp nhập các huyện xã, nhiều trụ sở công và công trình công bị bỏ hoang, không được khai thác. Những tòa nhà này không chỉ bị bỏ mặc mà còn trở thành nơi nuôi bò hoặc là chứa phế liệu. Tài sản công trị giá hàng tỷ đồng đã không được sử dụng một cách hiệu quả, gây lãng phí nghiêm trọng. Cán bộ, công chức cũng thường xuyên tham gia các cuộc họp hội thảo và các chuyến công tác trong và ngoài nước. Nhiều trong số đó là các chuyến đi có mục đích không rõ ràng, thậm chí biến thành du lịch trá hình. Đây không chỉ là lãng phí thời gian mà còn làm tiêu tốn ngân sách của nhà nước và doanh nghiệp. Không chỉ vậy, lãng phí còn đến từ những thói quen hàng ngày như việc không tắt điện, điều hòa hay máy tính khi không sử dụng. Dù chỉ là hành vi nhỏ, nhưng nếu không được kiểm soát, chi phí điện nước tại các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân sẽ tăng cao, gây hao tổn lớn cho ngân sách. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao tình trạng lãng phí lại trở nên phổ biến đến vậy trong xã hội chúng ta? Liệu có phải do thiếu sự quản lý hay giám sát chặt chẽ từ các cơ quan chức năng? Theo như Nam Cường thấy thì một phần là do thiếu ý thức từ cá nhân và tổ chức. Việc không tắt điện, điều hòa hay máy tính khi không sử dụng là những hành vi nhỏ nhưng góp phần làm gia tăng chi phí điện nước. Nếu như mọi người đều có ý thức hơn trong việc tiết kiệm, con số chi phí dành cho điện nước của các cơ quan nhà nước và tư nhân có thể giảm đáng kể. Vâng, thưa quý vị, cần nhấn mạnh rằng lãng phí không chỉ làm thất thoát tài chính mà còn phá hoại tiềm năng phát triển của đất nước. Bởi vì mỗi khoản tiền lãng phí là một khoản tiền có thể được đầu tư vào những lĩnh vực quan trọng hơn. Để đất nước phát triển và thịnh vượng, chúng ta cần một nếp sống văn minh, tránh xa lãng phí. Mỗi cá nhân, tổ chức cần nâng cao ý thức, quản lý chặt chẽ nguồn lực để tránh tình trạng tiêu hao tài nguyên quốc gia một cách vô ích. Thưa quý vị, với không gian tuyệt đẹp của những thửa ruộng bậc thang tại xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra rất nhiều những hoạt động hấp dẫn trong hội mùa vàng từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10 năm 2024. Một trong những sự kiện mở màn cho tuần văn hóa du lịch huyện Bình Liêu năm nay. Từ nay đến khoảng một tháng tới sẽ là thời điểm mà ruộng bậc thang bắt đầu chín rộ và cũng sẽ là thời điểm đẹp nhất trong năm để du khách có thể tận hưởng không gian yên bình, thoáng đãng cùng những thửa ruộng bậc thang chín rộ trải dài đã làm nên thương hiệu cho du lịch Bình Liêu những năm gần đây. Hai tuần trở lại đây, du khách khắp nơi về với Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh ngày càng nhiều. Không khí trong lành, cảnh sắc núi rừng hùng vĩ, nổi bật lên là những thửa ruộng bậc thang nối tiếp nhau chuyển vàng, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp cho Bình Liêu, hấp dẫn mọi du khách yêu thích khám phá thiên nhiên. Cảnh quan còn rất là hoang sơ và thiên nhiên tôi đánh giá là rất đẹp. Mà nổi bật lên là cái hệ thống ruộng bậc thang. Hội mùa vàng Bình Liêu đã trở thành thương hiệu du lịch thu đông vùng Đông Bắc, được đông đảo du khách biết đến. Trung tâm lễ hội là các khu vực check-in ruộng bậc thang cùng chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc gắn với đặc trưng văn hóa dân tộc xuyên suốt các tháng cuối năm tại xã Lục Hồn.
điểm mới là tất cả các hoạt động ở trên khu vực Hội Mùa Vàng thì từ vị trí sân khấu và tất cả các vị trí tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa thì đã di chuyển từ thôn Ngàn Pạt xuống thôn Cao Thắng. Và tất cả các hoạt động này sẽ gắn với lại cái nét đẹp văn hóa của người Dao Thanh Y, giới thiệu quảng bá đến nhà truyền thống của người Dao và các dụng cụ, nông cụ lao động sản xuất của người Dao. Bình Liêu còn được biết đến với cung đường biên giới uốn lượn theo những ngọn núi trùng điệp, cùng với những cột mốc chủ quyền thiêng liêng của vùng biên giới, cảnh quan thiên nhiên đặc trưng và sự đa sắc trong văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn cũng được huyện Bình Liêu quan tâm phát huy. Ngoài ra, còn hình thành những hoạt động văn hóa du lịch thể thao riêng có như giải bóng đá nữ các dân tộc Quảng Ninh, xây dựng sản phẩm du lịch check-in cho khách quốc tế với cung đường đi bộ xuyên rừng. Sau khi khắc phục các cái thiệt hại do bão gây ra thì huyện Bình Liêu tập trung vào là tiếp tục duy trì các cái hoạt động phục vụ du khách về trải nghiệm các cái danh lam thắng cảnh của huyện Bình Liêu trong cái mùa thu đông, phát huy ba cái giá trị văn hóa tiêu biểu của huyện, đó là giá trị văn hóa của người dân tộc Tày, giá trị văn hóa của dân tộc Dao Thanh Phán và giá trị văn hóa của người Sán Chỉ tại xã Húc Động. Năm 2024, Bình Liêu phấn đấu đón 250.000 lượt khách du lịch. Sức hút của du lịch thu đông Bình Liêu cùng những trải nghiệm mới mẻ, trong đó điểm nhấn là Hội Mùa Vàng, sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10. Cùng chuỗi hoạt động văn hóa du lịch từ nay đến cuối năm, sẽ đóng góp tích cực để địa phương hiện thực hóa mục tiêu đề ra. Thưa quý vị, thời điểm này, hoa đào đã bắt đầu bung nở sớm ở Tà Xùa, tỉnh Sơn La. Mùa hoa đào nở rộ sớm vào tháng 10 đã mang đến cho Tà Xùa vẻ đẹp hiếm thấy. Những cánh hoa hồng thắm khoe sắc tạo nên khung cảnh lãng mạn giữa tiết trời thu se lạnh. Sự bất ngờ này càng giúp cho Tà Xùa trở thành điểm đến lý tưởng của những trái tim muốn tận hưởng không gian thiên nhiên đầy thơ mộng và mới lạ. Tà Xùa, một xã vùng cao thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, nằm cách trung tâm thành phố Sơn La khoảng 115 km và Mộc Châu khoảng 100 km. Với độ cao từ 1.600 đến 1.800 m, Tà Xùa từ lâu đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng của vùng núi phía Bắc. Hiện tại, hoa đào đã bắt đầu nở trên một số cung đường tại Tà Xùa, đặc biệt tại khu vực sống lưng khủng long. Hoa đào tại Tà Xùa chủ yếu là đào rừng, đào đá và đôi khi có đào chuông. Loài hoa này mọc trên những cây cổ thụ cứng cáp. Khi hoa chưa nở, những cành cây này trông như những khúc gỗ khô, màu xám mốc. Nhưng khi nở, sắc hồng phất nhẹ nhàng của hoa làm nổi bật vẻ đẹp độc đáo giữa khung cảnh hoang sơ của núi rừng. Tà Xùa là nơi cư trú chủ yếu của người Mông, nơi hoa đào được trồng trước nhiều hiên nhà. Vào mùa xuân, Tà Xùa trở thành điểm đến thu hút với sắc hoa đào, hoa mơ, hoa mận khắp các con đường. Địa hình ở đây chủ yếu là đường hẹp và dốc với vực sâu hai bên. Du khách có thể di chuyển bằng xe máy, ô tô hoặc trekking để khám phá đỉnh Tà Xùa từ các hướng Yên Bái hoặc Sơn La. Ngoài ra, tại Tà Xùa, du khách còn có thể săn bay, cắm trại, khám phá văn hóa địa phương, tạo nên trải nghiệm du lịch hấp dẫn. Tiếp theo xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng cây mộc hương hay còn gọi là giả hương, nằm trong khuôn viên đền Hoàng Cô thuộc làng Dương Phạm, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trải qua hơn 550 năm tuổi, nhưng đại lão giả hương vẫn xanh tốt và được tặng danh hiệu cây di sản Việt Nam. Cây giả hương nằm trong khuôn viên đền Hoàng Cô thuộc làng Dương Phạm, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định là cây di sản hàng trăm năm tuổi nhưng vẫn uy nghi, cành lá xanh tốt. Cây phân thành hai cành lớn, tỏa bóng mát xuống toàn bộ khu di tích đền Đức Hoàng Cô, thờ bà Nhị Cung Phi Ngô Thị Nữ Hoàng, mất năm 1471 dưới thời vua Lê Thánh Tông. Theo anh Nguyễn Văn Mạnh, con trai của thủ phủ nhang đền Hoàng Cô, cho biết cây giả hương được trồng từ năm 1471, có chiều cao 35m, thân cây đường kính rộng lớn, phải gần 10 người lớn ôm mới xuể. Cây giả hương cổ thụ có nhiều cành lá sum suê và có các mảng thực vật bám vào ký sinh. Cây có dáng bề thế uy nghi, vỏ cây xù xì thô ráp, cành lá sum suê quanh năm. Cây giả hương thuộc họ long não, là loại cây quý hiếm, có thể sống hàng ngàn năm. Hoa nhỏ thường nở vào cuối mùa xuân, có màu vàng nhạt. Các bộ phận của cây đều chứa tinh dầu, có mùi hương đặc trưng. Gỗ cây thường được sử dụng để làm thuốc, tác phẩm mỹ thuật hay đồ gia dụng. Trải qua hơn 550 năm, gốc cây có những vết sần sùi, tạo hình độc đáo và bộ rễ nổi, đua lên như những càng cua. Cây giả hương ở làng Dương Phạm, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, hiện là cây di sản Việt Nam.
Ở Việt Nam có hai cây giả hương cổ thụ được phong cây di sản, một cây ở tỉnh Bắc Giang và một cây ở tỉnh Nam Định. Nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước biển, thị trấn Măng Đen là địa điểm du lịch mới nổi của tỉnh Kon Tum, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Mới đây, chính phủ đã phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum đến năm 2045, hướng tới xây dựng và phát triển khu du lịch Măng Đen trở thành một trong những trọng điểm về phát triển du lịch cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, chính quyền địa phương xác định tăng cường chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọng để quảng bá hình ảnh du lịch, qua đó thúc đẩy du lịch phát triển mạnh mẽ. Đây là ứng dụng số trên nền tảng di động, giúp du khách có thể dễ dàng tra cứu thông tin lưu trú, điểm tham quan, ẩm thực về Măng Đen của tỉnh Kon Tum. Ứng dụng còn hỗ trợ lên lịch trình dựa vào sở thích du lịch của mỗi người, gợi ý những điểm đến thu hút khách. Rất là thuận tiện cho cái việc là mình tìm kiếm thông tin hoặc là mình muốn biết cái địa điểm đó nó như thế nào, giá cả hoặc là thông tin của địa điểm đó trước khi mình đến. Hiện có hàng trăm cơ sở lưu trú và hơn 30 địa điểm tham quan đặc sắc đã được cập nhật thông tin trên ứng dụng. Việc đưa vào sử dụng hệ thống du lịch thông minh đã hỗ trợ các đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn có thêm kênh quảng bá du lịch, đồng thời lắng nghe, nắm bắt tốt hơn nhu cầu của du khách nhằm đổi mới các sản phẩm du lịch. Đầu tư đô thị thông minh, chúng tôi tập trung vào đô thị về chuyển đổi số trong phát triển du lịch là chính. Hiện nay huyện đang bố trí khoảng 30 tỷ để đầu tư cái dự án này. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đang triển khai là nâng cấp cái trang web và xây dựng cái du lịch thực tế ảo. Và tất cả các điểm du lịch thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái hệ thống wifi miễn phí. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn đã tăng cường lắp đặt mới các trạm thu phát sóng 4G, 5G. Việc ứng dụng giải pháp số và triển khai một hạ tầng số đồng bộ đã giúp địa phương khai thác hiệu quả những tiềm năng và lợi thế của mình trong phát triển du lịch. Giải pháp du lịch thông minh lấy du khách làm trọng tâm đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp, tạo môi trường kết nối, tương tác trực tiếp với du khách, qua đó thúc đẩy phát triển du lịch cho huyện Kon Plong và tỉnh Kon Tum. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, toàn huyện Kon Plong đã đón hơn 900.000 lượt khách đến tham quan, với tổng doanh thu là 182 tỷ đồng. Và bây giờ là câu chuyện quốc tế đầy ý nghĩa đến từ Brazil, nơi một cụ ông đã dành hơn 20 năm biến khu đất hoang giữa lòng thành phố Sao Paulo thành một công viên xanh tươi mát. Hành trình này không chỉ giúp thay đổi cảnh quan mà còn mang lại môi trường sống mới cho các loài chim và động vật trong khu vực. Ngay sau đây mời quý vị cùng chứng kiến hành trình tuyệt vời này. Helio da Silva, một cựu giám đốc điều hành tại Sao Paulo, Brazil, đã bắt đầu hành trình trồng cây của mình từ năm 2003. Ông đã biến khu vực dọc sông Ticatira thành công viên Ticatira Linea rộng 3,2 km sau 20 năm. Helio đã trồng hơn 41.000 cây xanh, biến nơi đây từ một vùng đất bị lãng quên thành một khu vực xanh mát. Cụ ông 73 tuổi này không chỉ trồng các loại cây bản địa mà còn trồng cây ăn quả để thu hút 45 loài chim đến cư trú tại đây. Đến năm 2020, ông đã trồng hơn 25.000 cây với tỷ lệ sống sót ấn tượng là 88%. Ngày nay, công viên Ticatira Linea không chỉ là một không gian xanh lý tưởng cho cộng đồng mà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái đô thị. Dù đã cống hiến nhiều, Helio vẫn tiếp tục đến công viên vào mỗi chủ nhật để trồng thêm vài cây với mục tiêu là trồng ít nhất 50.000 cây nữa trong tương lai. Thật đáng khâm phục, một hành trình 20 năm không chỉ tạo nên cảnh quan đẹp mà còn giúp thay đổi hệ sinh thái của cả một khu vực. Đúng như vậy, đây là minh chứng cho sức mạnh của sự kiên trì và tình yêu thiên nhiên biến giấc mơ về một môi trường xanh thành hiện thực. Hy vọng rằng câu chuyện của cụ Helio sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người trên thế giới bắt tay vào việc bảo vệ và tái tạo thiên nhiên. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, vì sao công trình trái phép vẫn tồn tại trên đất rừng và đất quốc phòng? Chuyên mục chuyên ngày mới, miễn học phí cho học sinh vùng lũ, chính sách nhân văn tiếp thêm động lực để các em học sinh vững tin trên con đường học vấn. Chuyên mục Cà phê Không Đường tiếp tục với một vấn đề đang gây bức xúc tại Thanh Hóa, đó là tình trạng chậm xử lý các công trình trái phép trên đất quốc phòng và đất rừng. Dù đã có quyết định xử phạt và yêu cầu tháo dỡ từ 2 năm trước, nhưng đến nay nhiều công trình vẫn còn tồn tại. Vậy thì, vì sao việc xử lý lại kéo dài đến như vậy? Và có hay không sự can thiệp làm chậm trễ việc giải quyết vi phạm? Cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này qua phóng sự sau đây.
Đây là những công trình được xây dựng trái phép trên đất quốc phòng và đất rừng do Ủy ban Nhân dân xã Hà Long, huyện Hà Trung, Thanh Hóa quản lý. Tổ hợp các công trình này nhìn giống khu nghỉ dưỡng hơn là khu trang trại như cách nói của địa phương. 2 năm trước, chủ sở hữu khu vực này đã bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ra quyết định xử phạt 127 triệu đồng và buộc tháo dỡ. Thế nhưng đến nay không hiểu vì sao nó vẫn tồn tại. Cái chỗ vi phạm đây thì báo cáo với canh thì có Hà Long là có hơn 2.000 rồi. Còn cái đất mà sư đoàn 390 được Ủy ban tỉnh giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền hữu đất để làm thao trường huấn luyện là hơn 300 ha, thì coi như là trong cái khu vực vi phạm đấy có hơn 5 ha của đất sư 390. Quá trình Ủy ban xã vào làm việc và vận động gia đình thì một số công trình coi như là chăn nuôi thì gia đình đã tháo dỡ, còn lại cái này thì gia đình cũng có cái làm cái văn bản là xin Ủy ban tỉnh để lùi cái thời gian tháo dỡ và từng bước chuyển đồ coi như là cây cối. Theo bản đồ của xã Hà Long, vị trí đất có công trình vi phạm rộng hơn 7 hectare, trong đó khoảng 2 hectare thuộc quản lý của xã, còn hơn 5 hectare là đất quốc phòng. Kiểm tra thực tế cho thấy có 3 căn nhà xây dựng trên đất quốc phòng và 1 căn nhà sàn nằm trên đất rừng. Tức là khi kiểm tra thì người ta xuất trình một cái hợp đồng về hợp đồng thuê đất đối với lại cái xã Quan Sơn thì Tam Điệp Ninh Bình ấy. Thì khi mà xuất trình xong thì có kiểm tra cơ quan, tức là huyện, xã phối hợp với lại các cái đơn vị giáp danh Ninh Bình là cái xã Quan Sơn ấy, kiểm tra thì xác định là cái hợp đồng nó không hợp lệ. Đấy thì cũng đã làm việc và khẳng định luôn với hộ là cái giấy tờ đấy không hợp lệ, bởi vì địa giới hành chính nó là xã Hà Long quản lý. Trước là chỗ Ủy ban xã Hà Trung có ra và làm việc và có những các cái quyết định để chúng tôi phải yêu cầu chúng tôi là như thế, thì chúng tôi cũng rất là ngỡ ngàng, bởi vì chúng tôi cũng không biết đất đấy là đất thuộc về ranh giới của Tam Điệp hay là của Hà Trung, bởi vì chúng tôi ngày xưa là chúng tôi có xác nhận của chính quyền cơ sở của xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp. Chúng tôi cũng ra có lập biên bản với gia đình, thì cố gắng gia đình đang cố gắng định hướng trong cái tháng 10, tháng 11 là cố gắng thể thu xếp. Vẫn phải thực hiện nghiêm cái quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh và đôn đốc cũng như là phải cương quyết đối với những cái trường hợp vi phạm trên địa bàn. Và trên cơ sở đó thì mình cũng phải hoàn chỉnh các hồ sơ liên quan. Hiện nay đã 2 năm kể từ khi có quyết định xử phạt, việc xử lý vi phạm vẫn chưa được thực hiện triệt để. Sự chậm trễ này cần được có cơ quan chức năng làm rõ để bảo vệ đất rừng và đất quốc phòng, tránh những hậu quả nghiêm trọng hơn trong tương lai. Đúng là một câu chuyện gây nhiều thắc mắc. Vì sao sau 2 năm mà vấn đề này vẫn chưa được giải quyết triệt để? Có lẽ chúng ta phải chờ những bước tiến mới từ cơ quan chức năng. Nhưng hy vọng rằng việc xử lý sớm sẽ hoàn thành để bảo vệ tài nguyên quý giá như đất rừng và đất quốc phòng. Vâng ạ. Tiếp theo sau đây, mời quý vị cùng trở lại với phần tin nóng. Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên phạt 7 bị cáo là thanh tra giao thông tỉnh, mức án tổng cộng là 71 năm tù. Cụ thể, vào sáng ngày 22 tháng 10, hội đồng xét xử khẳng định 7 bị cáo, nguyên là thanh tra giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, phạm tội nhận hối lộ. Gần 50 chủ xe, doanh nghiệp, tài xế phạm tội đưa hối lộ. Từ đó, hội đồng xét xử tuyên mức án tổng cộng 71 năm tù đối với nhóm thanh tra nhận hối lộ. Trong đó, cựu thanh tra viên Lâm Hữu Trí lãnh mức án cao nhất với 20 năm tù, 6 người còn lại lãnh từ 6 đến 11 năm tù. Đối với 48 bị cáo đưa hối lộ, tòa tuyên mức án từ 2 đến 5 năm tù. Trong đó có 12 án giam, 36 người còn lại được hưởng án treo. Hồ sơ vụ án thể hiện, trong quá trình làm nhiệm vụ, 7 bị cáo là thanh tra viên của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã làm luật nhận hơn 6 tỷ đồng tiền hối lộ của hàng chục doanh nghiệp vận tải và chủ xe. Mục đích của nhận tiền là để bảo kê cho xe quá tải quá khổ, xe không bị dừng kiểm tra. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Cảnh sát Ma túy, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tổ công tác biên phòng tại cảng Long Bình tổ chức kiểm tra nồng độ cồn, ma túy với tài xế xe đầu kéo tại cảng Sowaco, Long Bình, thành phố Thủ Đức. Theo ghi nhận, lực lượng chức năng kiểm tra độ cồn và ma túy đối với khoảng 50 trường hợp là tài xế xe đầu kéo di chuyển vào cảng để giao nhận hàng. Đến trưa cùng ngày, công an kiểm tra tài xế K, tên viết tắt, 29 tuổi, quê
quê Hà Tĩnh, điều khiển xe đầu kéo vào cảng nhận hàng, thì người này có kết quả dương tính với chất ma túy. Làm việc với lực lượng chức năng, ca thừa nhận đã sử dụng ma túy đá trước đó. Hiện công an thành phố Thủ Đức đang tiếp tục xử lý với tài xế ca theo quy định. Một vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô vừa xảy ra trên đường Đồng Khởi, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, khiến giao thông qua đây ùn tắc cục bộ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 22 tháng 10, trên đường Đồng Khởi hướng từ huyện Vĩnh Cửu đi thành phố Biên Hòa đã xảy ra vụ va chạm giữa 4 xe gồm 2 xe bán tải, 1 xe tải và 1 ô tô 7 chỗ. Tai nạn khiến các ô tô bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn cũng khiến tình hình giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ. Rất may, vụ va chạm không có thương vong về người. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị, trong trận bão Yagi vừa qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái bị ảnh hưởng nặng nề với 2 giáo viên và 8 học sinh bị thiệt mạng. Hơn 100 trường học bị ngập lụt, sạt lở, thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, ước tính hàng trăm tỷ đồng. Để chia sẻ khó khăn với người dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành nghị quyết về hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh, học viên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái cho năm học 2024-2025. Chính sách nhân văn này đã giúp cho các bậc phụ huynh vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện để tái thiết cuộc sống sau bão lũ. Hơn một tháng kể từ khi hoàn lưu của cơn bão Yagi đi qua, lũ đã rút nhưng dấu tích của ngập lụt vẫn còn in hằn trên tường lớp học của trường mầm non Việt Thành, huyện Trấn Yên, nơi rốn lũ Yên Bái. Vỡ đê, nước tràn về quá nhanh nên mặc dù đã cố gắng nhưng hầu như đội ngũ cán bộ giáo viên không kịp thời cứu được bất cứ đồ dùng hay là trang thiết bị dạy học nào. Cũng đã huy động mọi nguồn lực ở trong huyện và các trường bạn nữa cũng đến hỗ trợ và vệ sinh trường lớp. Thì sau một tuần thì trường lớp đã trở lại bình thường. Mặc dù nằm trên địa thế cao, chỉ bị sạt lở nhẹ không gây thiệt hại về tài sản, song tại trường trung học cơ sở Báo Đáp có tới 255 trên 343 gia đình học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Mất nhà, mất mùa, mất sách vở, đồ dùng học tập. Những đứa trẻ dù đã đi học trở lại cũng còn đầy nỗi lo. Vậy nhưng với sự quan tâm của chính quyền các cấp, ngành giáo dục và đào tạo cùng các nhà hảo tâm trên khắp cả nước, những lo toan của các em phần nào đã được giảm bớt. Số tiền học phí của 2024-2025 này được miễn phí thì em phải có bảo phụ huynh, bố mẹ em thì là mọi cảm thấy rất là vui mừng ạ. Bởi vì sau đợt bão lũ vừa rồi thì thiệt hại kinh tế khá là nặng nên là số tiền này đã đỡ đần được khá phần nào về thiệt hại cho gia đình em. Có thể là vì lương thực, có thể là vì số tiền sách vở mà em trang trải. Chúng tôi cũng rất là cố gắng để có thể là huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài để giúp cho các em có thêm quyển sách mới, có thêm chiếc bút mới, có thêm chiếc ba lô hay là những bộ quần áo mới để các em có thể yên tâm đến lớp. Trong cơn bão số 3 vừa qua, có trên 26.000 gia đình học sinh bị ảnh hưởng do ngập lụt nhà cửa, hoa màu, sạt lở phải di dời đến nơi khác. Có 5 em học sinh đã mất cha, mẹ, người thân do thiên tai. Thấu hiểu những khó khăn đó, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã thống nhất thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập năm học 2024-2025. Cụ thể, mức hỗ trợ 100% với khoảng hơn 22.000 học sinh, học viên với tổng số tiền là hơn 48 tỷ đồng được trích từ ngân sách địa phương. Nghị quyết về miễn học phí cho học sinh trên địa bàn tỉnh trong năm học 2024-2025 không chỉ giải quyết phần nào những khó khăn của các gia đình học sinh, mà còn có ý nghĩa rất lớn trong việc huy động học sinh ra lớp, duy trì tỷ lệ chuyên cần sau bão lũ, tạo động lực để các em học sinh vững tin trên con đường học vấn, khẳng định sự nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong việc đảm bảo tất cả học sinh đều có cơ hội học tập dù còn nhiều khó khăn sau thiên tai. Vâng, các hoạt động thiết thực vừa thể hiện tính nhân văn, nghĩa cử cao đẹp của dân tộc lá lành đùm lá rách để sẵn sàng sẻ chia với đồng bào trong lúc khó khăn, sát cánh cùng với người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, đứng dậy sau bão lũ. Bão lũ qua đi, người dân làm ăn trở lại, kinh tế phát triển, trẻ em được đến trường, đó không chỉ là chuyện hôm nay mà còn vun vén chăm sóc cho tương lai. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Khánh Hà và Nam Cường xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình.
Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.